Thi Thiên 104 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Chúa ba phủ mình bằng ánh sáng, khác nào bằng cái áo, dương các từng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đoàn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài ngài sáng lập đất trên các nền nó đất sẽ không bị rúng động đến đời đời chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo nước thì cao hơn các núi chúa hăm dọa nước bèn giựt lại nghe tiếng sống chúa nước lật đật chảy trốn núi lố lên trũng sụp sâu xuống chốn mà chúa đã định cho nó chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi không còn trở lại ngập đất nữa ngài khiến các suối phun ra trong trũng nó chảy giữa các núi nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống các lừa rừng giải khát tại đó chim trời đều ở bên các suối ấy trỗi tiếng nó giữa nhánh cây từ phòng cao mình ngài tưới các núi đất được đầy dẫy bông trái về công việc ngài ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật cây cối để dùng cho loài người và khiến thực vật sinh ra từ nơi đất rượu nho là vật khiến hứng chí loài người và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người cây cối đức giê-hô-va được đầy mũ nhựa tức là cây hương nam tại liên bang mà ngài đã trồng là nơi loài chim đóng ổ nó còn con cò nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó các núi cao là nơi ở của dê rừng Hòn đá là chỗ ẩn nút của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết. Mặt trời biết giờ lặng. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin đức Chúa trời đổ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về nằm trong hang chúng nó. Bây giờ loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sinh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắng nên đặng dưỡng chơi nơi đó. Hết thảy loài vật này trong đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó, chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại. Chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rúng động. Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hãy tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hãy tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài. Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỏi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Chương 16 Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng Người giàu kia có một quản gia Bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng Ta nghe nói về ngươi nổi chi Hãy khai ra việc quản trị của ngươi Vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa Người quản gia tự nghĩ rằng chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng, Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng một trăm thùng dầu. Quản gia nói rằng, hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau, năm chục rồi hỏi người kia rằng, còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng, một trăm hộp lúa mì. Quản gia rằng, hãy cầm lấy tờ khế và viết tám chục. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình, thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy, nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Người pha ri -si là kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt đức chúa trời luật pháp và các lời tiên tri có đến đời văn mà thôi từ đó tin lành của nước đức chúa trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm ai cưới đàn bà bị chồng để thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người bèn kêu lên rằng, Hỏi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đổi. Nhưng Abraham trả lời rằng, Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi còn lazarre phải những sự dữ bây giờ nó ở đây được yên ủi còn ngươi phải bị khổ hình vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được người giàu nói rằng tổ tôi ơi vậy thì xin sai lazarre đến nhà cha tôi vì tôi có năm anh em đặng người làm chứng cho họ về những điều này kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng abraham trả lời rằng chúng nó đã có môi xe và các đấng tiên tri chúng nó phải nghe lời các đấng ấy người giàu nói rằng thưa abraham tổ tôi không phải vậy đâu nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn song abraham rằng nếu không nghe môi xe và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chương 19 Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon, tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Juda. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình BEC3, C3, Molada, Hsa anh Bala, Esem, Entolak, Bethu hoặc Ma, Sittlach, Beth Maccaboth, Harsashusha, bếp Lebaot và Cheruchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimon Ethe và Asan, hết thảy 4 thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy, cho đến ba Be, bê e, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiết ở phần đất của người Juda vì phần của người Juda lấy làm lớn quá. Vậy, người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba, bắt thăm trúng về người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sarit. Giới hạn đi lên hướng Tây, về lối Mareala và đụng đáp Shebet rồi đến khe đối dốc neam từ sarit nó vòng có hướng đông tức về hướng mặt trời mọc trên giáp giới kít lốt -thabo. đoạn đi về hướng đáp rác và lên đến gia -phia. từ đó nó chạy về hướng đông đến gác hephe và ít các xin mở dài thêm về lối nea mà đến rimon đoạn giới hạn vòng lên phía bắc về lối hanathon rồi giáp trũng díp thách ên. Lại còn có thành các tác Nahala, Shimron, Yideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư, bắt thăm chúng về con cháu Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gidreel Keshulot, Shunem, Hafaraim, Shion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebet, Remet, Enganim, Enhada và Bet Phát Kế giới hạn đụng Thabo, Bô, Chác Sima và Bet Shemet, rồi giáp sông Giô hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm, bắt thăm trúng về chi phái Ase tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hên Cát, Hali, Beten, Aksap, Alamelech, Ameak và Mishean. Hướng Tây, nó đụng cạc Men và Khe nát rồi vòng qua phía mặt trời mọc về lối bết đa đụng sabulon và trũng giếp thách en ở về phía bắc bết emet và Nê-Yi-En, đoạn chạy về phía tả kabul về ebron rehob hamon và cana cho đến thành lớn sidon giới hạn lại vòng về rama cho đến thành kiên cố tyre đoạn chạy hướng hô rồi giáp biển tại miền ạc lại còn có uma afet và Rehob, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Ashe tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ sáu, bắt thăm trúng về con cháu Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái giẻ bộp ở tại Sanaim về lối Adaminekep kép và Yapneen cho đến lạc cung rồi giáp sông jordan kế giới hạn vòng về hướng tây đi đến atnotabo rồi từ đó chạy về hục cốc phía nam giáp sabulon phía tây giáp ase và juda còn phía mặt trời mọc có sông jordan các thành kiên cố là sidim ser hamas rakat kineret adama rama xo Gede, Edrei, En Yireon, Middaen, Horem, Bet Anak và Bet Shemet. Hết thải 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ bảy bắt thăm chúng về chi phái Đan, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethaon, Ixemet, Shalabin, Ayalon, Gitla, Elon, Thimnatha, Ekron, Enteke, Gibethon, Balak, Yehuk, Beneberak, Gakrimon, Meyakon và Racon với đất đối ngang già phồ. Và địa phận của người đang là ra ngoài nơi mình vì người đang đi lên đánh chiếm lấy Lê Xem rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người đang chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên đang tổ phụ mình, đặt cho Lê Xem. Các thành này với những làng của nó, ấy là sản nghiệp của chi phái đang tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Josue con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp Nát Xê trong núi Ephraim, người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Yosue, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Silo ở cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, họ chia xong xứ là như vậy chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng giô suê rằng, Hãy truyền cho dân Israel mà rằng, Hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy mô xe phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn và trước khi vốn không ghét người người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời kế đó kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy, dân Israel để riêng ra Kede ở Galilee tại trên núi Neptali, Shechem tại trên núi Ephraim và Kiriak Araba tức là Hebron ở trên núi Judah. Bên kia sông Jordan phía đông thành Jericho trong chi phái Ruben họ chỉ định xe ở trong đồng bằng tại sa mạc. Trong chi phái Gác, Ramot tại xứ Galaad và trong chi phái Manashe, Golan ở xứ Ba Sang. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong đó, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết, cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng.